Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay, ngày 9 tháng 1 năm 2021, Thúy Trần xin gửi tới quý anh chị và các bạn một nền góc làm tại dự án Vĩnh Tân thuộc về phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vâng, và trước tiên để đến nền góc này của chúng ta thì Thúy xin mời cả nhà cùng dạo một vòng xung quanh dự án để cảm nhận dự án Vĩnh Tân của chúng ta đẹp và tiềm năng ra sao nhé. Khu đô thị Vĩnh Tân là một trong những dự án khá là thành công của bên công ty Nam Dương trực tiếp phân phối. Không chỉ nằm ở vị trí đắc địa, đó chính là nằm trên mặt tiền đường tuyến đường huyết mạch DT742. Vâng, tuyến đường DT742 này sẽ được mở rộng thành 42m, sẽ có 6 làn xe các bạn nhé. Vâng, đây là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch giúp vận chuyển và lưu thông hàng hóa từ thành phố Thủ Dầu Một đi qua khu vực Tân Uyên và lên nơi Cộng Xanh và các tỉnh ở trên khu vực Tây Nguyên. Điều đặc biệt hơn nữa là dự án của chúng ta là nằm tại khu Tam Giác Vàng kết nối giao thông giữa V-Ship 2 mở rộng với trung tâm thành phố mới, ngã ba Cộng Xanh, Phú Giáo và khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương. Không chỉ nằm cạnh một mặt tiền hướng ra khu dân cư đông đúc và khu công nghiệp V-Ship 2, thì ngoài ra dự án Vĩnh Tân còn nằm liền kề với tuyến đường Vành Đai 4 nối liền 5 tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Với lợi thế là gần ngay với lại cây xăng, chợ Vĩnh Tân, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học các cấp, ủy ban nhân dân, trung tâm y tế, hành chính, thị xã Tân Vĩnh Tân và chỉ trong vỏn vẹn 1 km ạ. Vâng, và quý anh chị ơi, ngay phía bên tay phải màn hình của chúng ta đây chính là quỹ đất để làm khu giáo dục. Vâng, cụ thể hơn là xây trường mầm non. Khi mà dân trong dự án của chúng ta đạt được đến độ 25-30% thì chủ đầu tư sẽ trực tiếp là hoàn thiện và đi vào động thổ xây trường mầm non ạ. Hiện tại, dự án Vĩnh Tân về cơ sở hạ tầng thì được đầu tư một cách bài bản theo đúng tiêu chuẩn của Singapore với hệ thống điện âm nước máy, hệ thống xử lý nước thải, đèn đường chiếu sáng. Có thể nói, khu đô thị dự án Vĩnh Tân là một trong những dự án mà đã gây được khá là thành công đối với khách hàng trong những năm 2019. Hiện tại thì tại dự án Vĩnh Tân thì sổ pháp lý cực kỳ rõ ràng, đã ra sổ con từng nền cho quý khách hàng và dự kiến sẽ rơi vào quý 1 của năm 2021 sẽ ký chuyển nhượng và bàn giao sổ hồng sang cho khách. Với lợi thế là tiếp giáp với trung tâm thành phố mới Bình Dương, mọi cư dân của khu Vĩnh Tân đều có thể sử dụng tất cả các tiện ích dịch vụ với những cái nhu cầu cuộc sống hiện đại vượt trội nhất mà khu vực xung quanh mang lại. Với lợi thế là nằm liền kề với lại khu công nghiệp V-Ship 2 và ngay quỹ đất đối diện với lại dự án của chúng ta chính là quỹ đất là của khu tái định cư V-Ship 2 các bạn ạ. À. Như vậy chắc chắn một điều dự án của chúng ta sẽ được tăng giá cũng như tăng giá trị lợi nhuận rất là nhanh chóng. Hiện tại trong dự án đã được xây dựng và đã được cấp phép xây dựng cũng như bản vẽ và các thủ tục hoàn công nữa các bạn nhé. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, thì hiện tại lô đất mà tôi muốn giới thiệu cả nhà đó là liên kế 9 ô số 18 nằm tại trục chính, trục đường D3 của dự án Vĩnh Tân của chúng ta. Vâng, cổng của chúng ta đây ạ. Và nằm trên trục chính với hai mặt tiền đường các bạn nhé. Trục đường D3 là trục đường chính có độ giới là 13m và trục đường nhánh của chúng ta có độ giới là 11m. Lô đất của chúng ta cực kỳ vuông vắn và đẹp các bạn, có tổng diện tích là 116m² và nằm trên hai trục đường thông các bạn nhé. Vâng, trục đường này chúng ta sẽ thông ra khu công nghiệp V-Ship 2. Trục đường chính này chúng ta sẽ chạy thẳng ra DT742 và dễ dàng lưu thông về thành phố Thủ Dầu Một cũng như là lưu thông hướng ngược lại về với phía Cộng Xanh nên với các tỉnh trên khu vực Tây Nguyên. Vâng, hiện tại lô đất của chúng ta là lô gốc hai mặt tiền có tổng diện tích là 116m², đã có sổ con đứng tên chủ đầu tư và ra Tết sẽ ký chuyển nhượng cho quý anh chị và các bạn. Vâng, thưa các bạn ơi, Thùy đã rời ra ngoài tuyến đường DT742 rồi ạ. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến đầu tư lô góc này có thể alo trực tiếp cho Thùy hỗ trợ và tư vấn nhé. Bây giờ Thùy xin tạm thời kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.